Rồi câu 1 với câu 40 thì sẽ dễ nhanh đi em. Dưới là câu 41 cho em. Câu số 1 người ta hỏi các em câu nào là mệnh đề? Thì nó là câu D. Số 2, số 7 là mệnh đề. Câu số 2 người ta cho các em mệnh đề B, C, Q, mệnh đề tiếp theo đúng không? Thì cái B nó chính là điều kiện đủ. B là điều kiện đủ để có Q. Cho nên đáp án là câu A. Câu số 3, mệnh đề nào là mệnh đề tiếp theo? Đó là mệnh đề Siga, là C. Câu số 4, mệnh đề nào sai? Đáp án là D các em. Câu này mình làm quá quen rồi nha. Trong trường hợp số 0 thì nó sẽ bị sai. Số 0 sẽ bị sai. Số 5, mệnh đề cố định của mệnh đề này là cố định của với mọi là tại. Cố định của lớn hơn hoặc nhỏ hơn không. Cho nên cũng đi. Số 6, lớn hơn hoặc bằng 5 có nghĩa là từ 5 tới vô hạn. Cho nên đáp án là cũng A. Câu 7, CGA tính là CGA. Không chắc nó là dọc. Những cái này như thế xong rồi cái CGA có là họ G hiệu A các em, tức là lấy G bỏ A thì là em sẽ bỏ từ trừ vô hạn đến 3, thì cho nên đáp án là cái này mặt tròn thì cái phủ định của nó hiệu bỏ lại là một vuông rồi các em, D. Câu số 8, tập hợp là tập câu của M thì là tập rỗng rồi các em, tập rỗng là câu của M tập hợp rồi. Câu 9, mệnh đề là sai thì các em phải vẽ hai tập này ra. Từ trừ vô hạn tới trừ 1, rồi từ trừ 2 tới 4. Thì theo thầy cái mình để sai nó chính là mình để B cái M hiệu N. Cái tập M trừ vô hạn trừ 1 nè. Tập N là từ trừ 2 tới 4 rồi. Lấy màu xanh bỏ màu vàng, tức là bỏ bên đây đúng không? Như vậy là em sẽ ra trừ vô cùng tới trừ 2, nhưng cái trừ 2 này phải trừ 2 một vuông. Do cái trừ 2 em bỏ là mặt tròn cho nên bên đây dẫn tới mặt vuông vậy. Cho nên đáp án sai chính là câu B. Tại vì khi em bỏ N đó thì em đâu có bỏ trừ 2 đâu, bản chất cái mặt tròn mà. Hiểu không? Câu 10. Cái này là lấy này G nha mấy bạn ơi, từ trừ 2 tới 3 là câu A. Cái này tập G mà. Khi nào mấy em mới lấy câu C? Khi nó hỏi là tập số nguyên cơ kìa. Câu 11, tập hợp nào sau đây là tập con của tập A? Là cái tập 135 rồi nha, 135. Câu 12, A hiệu B là lấy phần A với phần B là bỏ số 2 nè. Bỏ số 0 nè. Như là còn 2 trừ 1, 1, 3. Ok. Câu 13, liệt kê các phần tử là số nguyên nha. Thì cái này nó chỉ có số 1. Để chương trình ngay nha. Câu 14, tập này có bao nhiêu tập con chứ ba phần tử, là lấy cái này là 6 phần tử đúng không? 6C3. Em bấm đi. 6C3. À. Câu số 5, lấy A giao B. Trừ 3 cái 2. Trừ 4 cái 1 thôi. Trừ 3 tới 2 tại đây đây thì trừ 1 a, cho nên cái phần giao chung là trừ 3. Cho nên đáp án là câu B. Tại vì số 1 vẫn lấy, số 1 là hai cái đều có thì nó sẽ nổi với số 1. Câu số 16, bắt phương trình là sai, là bắt phương trình bậc nhất hai ẩn. Đó là câu D. 17, miền nghiệm của bắt phương trình này chứa điểm nào thì cho em con vô thôi. Nhập vô con. Con cái nào đúng? Trừ 2 cộng cho 2 y trừ 1, y trừ 1 trừ 2 y trừ 1 con 1 1 ra âm 7, mà này đang lớn không mà loại qua rồi.
ra một vậy là dương này. Câu số 18. Câu 18 mình sẽ đây thầy chỉ cho, đơn giản lắm. Các em để ý là mình thấy không không vô là nó phải nằm trên cái đường biên đúng không? Thầy các em thấy không không vô đi, thầy suy nghĩ cho thầy nói vậy nha. Thấy không không đây là ok, này cũng ok. Nhưng mà cái này sai, cái này ok. Là đây câu C nó bằng 3 bằng 0 là sai rồi. Tiếp theo là thầy sẽ thế tọa độ này là tọa độ 10 nè, tọa độ 10 nha. Tọa độ 10 này thì nó phải là nghiệm. Vì cái này em thấy 10 như là 2 nhỏ hơn bằng 0 là sai rồi. Còn cái này là 1 1 là 2 nhỏ hơn bằng 0 cũng sai luôn. Như loại A B C luôn rồi. Chỉ là D thôi. D thôi. Có 19 điểm nào sau đây không thuộc. Không thuộc nha mấy bạn. Thì mình sẽ bấm một lượt mấy bạn coi mình bấm nha. Thầy sẽ chuyển về cùng một dấu. Thầy sẽ chuyển cùng một dấu 3x cộng 2y 3y trừ 1 xong thì 2 chấm. Vì em phải để chuyển về cùng một dấu nha, ví dụ như cái lớp này dấu lớn thì cái này em phải cũng phải dập dấu lớn vậy, em phải đổi dấu là trừ x cộng y đúng không, đổi dấu trừ lên nha bạn, nó là cái cách mình làm mình đổi lại năm x cộng y trừ 4 thì cả hai thằng này nó đều lớn hơn không thì nó mới đúng. Nhưng mà cái này nó không thuộc thì chỉ một cái không thuộc thôi là mình nhận rồi. Con trừ 1 4 dương nè cho nên nhận con trừ 24, đây là tuyệt chiêu để mấy em con một dương nè cho nên loại luôn, nó không thuộc thì mới nhận 1 không dương nè âm nè rồi. Câu 20, bạn Khoa làm đề thi giữa kỳ 1 môn toán, đề gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu tự luận. Nếu làm đúng mỗi câu thì được 0.2. Mỗi câu trắc nghiệm 0.2, còn đúng tự luận thì được 1 điểm. Nếu làm đúng ít câu trắc nghiệm và y câu tự luận thì viết bất phương trình hai ẩn, bạn này được 9 điểm, tức là mỗi một câu đúng sẽ được 0.2. Đây là trắc nghiệm nha, còn mỗi câu tự luận đúng là 1 y. Nó phải lớn 9 điểm mới ok. Trên câu gì? Câu 21. 0-3 thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào? Thì mấy em phải ở đây để ý tí xíu. Mấy em phải thế mấy cái này vô đây, coi nó có thỏa mãn không. Ví dụ em thế nè, em lấy 0-3 vô đây là nó ra được là 3 lớn hơn trừ 3 là ok. Cái này đúng. Em thế 0-3 vô đây là cái này ra 0, cái này ra 0. Trừ 15 nhỏ hơn hoặc bằng trừ 24 là sai rồi, cho nên mình phải đổi luôn à. Hiểu không? Thế 0-3 vô đây, cái này ra 0, còn cái này ra 3 nhỏ hơn bằng trừ 3 là sai, cho nên lỗi của B luôn. Thế 0-3 vô đây là 0, cái này là 3, lớn 3 là sai luôn, cho nên A, B, C sai thì chỉ là D đúng luôn. 22, mì nghiệm, đây các em bắt cái thằng dễ nhất nè, thằng 0-0 nè. Thằng 0-0 là nghiệm đúng không, tức là em thế 0-0 vô thì cả hai này phải đúng. Cái này là trừ 1 lớn hơn bằng 0 là tào lao rồi. Cái này cũng vậy luôn, sai luôn. Cái này ok, cái này ok. Rồi các em thấy 0-0 ở đây, cái này 4 lớn hơn bằng 0 là đúng. Còn cái này là 4 nhỏ hơn bằng 0 là sai, cho nên nó là C. Câu 23. Mì nghiệm của hệ này là phần không tô lậm của hình vẽ. Cái này sao ta? Thầy thử số 0 chứ đi. Ví dụ như câu A, câu D là nó chứa số 0 đúng không? Các em nhìn được không? Câu A, câu D là nó chứa số 0 nè. Vậy bây giờ mình thế số 0 vô mình coi coi nó nhận không? Rồi cái này thế số 0 vô là 2 lớn hơn 0 là ok. 0 lớn hơn bằng trừ 1 là ok luôn. 0 nhỏ hơn bằng 3 là ok luôn. Cho nên mình phải loại những cái câu không có số 0 ra. Rồi, tiếp. Giờ giữa câu A với câu D nó khác chỗ nào? A. À. Câu D đó là y phải nhỏ hơn trừ 1 nữa, cho nên mình loại câu D luôn rồi. Đánh qua. Em hiểu không? Em nhìn câu D nè, câu D là nó có những cái giá trị y nhỏ hơn trừ 1 nữa. Trong khi đó là cái đề nó đang gần y lớn hơn bằng trừ 1 các em. Cho nên nó bán ăn. Có một cách thì nhìn cái phần này. Câu 24 rồi ớt là tập hợp các điểm mà có
Rồi hỏi mạng huyện đó cũng tương tự thôi, cũng thấy không như đây luôn, thấy không vô. Ê khoan mà, cái này tìm min mà, nó cứ tìm min mà phải biết không. Câu này là câu tìm mắc min, mắc min nó là ngay chỗ đa giác. Em đọc ba cái tọa độ đỉnh của đa giác đi. Một tọa độ B là trừ 5 trừ 1 nè, một tọa độ A là trừ 1 trừ 2 nè, một tọa độ C là 5 4. Bây giờ mình thấy coi cái nào min, cái hàm F nè, 2x trừ 3y cộng 1 con trừ 5 trừ 1 nó ra trừ 6 nha. Trừ 6 thì đi trừ 1 trừ 2 5 5 4 trừ 1. Cho nên min nó phải là cái này, cái min đi. Câu 25 nó hỏi cái nào thuộc không, em thế thôi, thế mấy cái này vô đây nè, thế vô cái này thì nghĩ là bấm máy thôi, bấm máy đi. Đây x trừ y trừ 3 phải không, nó phải lân không nè, và 2.1 trừ 1 phần 2 cộng y. Rồi con nè, 1 nè trừ 2 nè ra không, x trừ 3 2 là sai rồi, không lớn 3 là sai. Ủa không lớn không là sai, 5 nè 1 ra 1 với trừ 1 2 là sai luôn, nó phải dương hai cái luôn. 3 âm rồi, âm dương là lụm rồi, cô D 3 C. Sau đó em mới họp hai cái này lại, thầy lấy A giao B chứ nha, A là trừ vô hạn tới 1 nè, giao B là trừ 2 tới 2. Thằng này thằng màu xanh giao với thằng màu vàng, vậy là ra trừ 2 tới 1, cái này ra trừ 2 dù tới 1 là vô luôn. Tiếp A giao C giải thêm chục khác, là trừ vô hạn tới 1, C là 0 tới 5, màu vàng giao với màu xanh là ra 0 1, 0 1 0 là tròn nè, 1 là vuông nè, cho nên hai này hợp lại ra trừ 2 tới 1 vuông hết là con A. 42 câu khó nè, câu này hai. Nó nói hai thằng này là phải giao nhau khác rỗng à. Như vậy em phải tìm điều kiện để hai thằng AB tồn tại đi. Em phải cho thằng A khác rỗng đi, hai tập hợp khác rỗng. Điều kiện để hai thằng này khác rỗng là thằng M trừ 1 phải nhỏ hơn bằng 4 thì nó mới khác rỗng được. Tức là nếu thằng M trừ 1 nữa lớn 4 cái là thằng này đâu tồn tại đâu. Chẳng hạn như đây là số 4 đi, là vẫn tồn tại, vẫn tồn tại số 4, nhưng mà đây là số 5 là chịu. Từ 5 tới 4 tập này tập rỗng rồi, hiểu không nè. Nên cái này nó phải tồn tại là cái thằng M này nó phải nhỏ hơn 1.4 để cái tập A này tồn tại. Đại bản chất là hai tập này phải buộc rỗng. Tiếp theo là em cần điều kiện để tập B tồn tại mấy em, là 2M cộng 2 nó phải lớn hơn trừ 2, không bằng được nha, không bằng được mấy em, tại em tròn không bằng được. Nếu thằng này nó bằng trừ 2 là thằng này bị rỗng liền, không được. Rồi giải hai này ra đi, M sẽ nhỏ hơn bằng 5, rồi thằng này M sẽ lớn hơn trừ 4 trừ 2 trừ 2 đúng không. Rồi giờ mình giải cái nha, thầy đặt cái này là A nha, thầy đặt cái M trừ 1 là A, còn cái 2M cộng 2 là B đi. Giải nha, số 4 số 2, số 4 số trừ 2 là cố định nha bạn. Ok, số 4 số trừ 2 là cố định. Vậy bây giờ tập A là nó đi từ A nhỏ tới 4, từ A nhỏ tới 4 như vậy, để thằng này á, đây A nhỏ tới 4 nè, A nhỏ ở bên đây. Còn tập B nó đi từ trừ 2 cho tới B, trừ 2 tới B, trừ 2 tới B,
Rồi bây giờ có trường hợp nào nó bị gỏng không ta? Trừ 2 tới B rồi từ A tới 4 vậy hàng này đâu có gỏng được. Không có gỏng được nên. Như vậy có trường hợp nào nó bị gỏng hay không? Có trường hợp nó bị gỏng em, đó là cái trường hợp mà hàng A nó lớn hơn B. Đó. Lúc này nó sẽ đi. Lúc này nó sẽ đi là từ A tới 4 rồi từ trừ 2 tới B, lúc này bị gỏng rồi em. Tức là nếu mà B nhỏ hơn A thì sẽ gỏng. Cho nên để nó không có gỏng thì bắt buộc nó phải đổi lại cái này. Cái này phải suy luận nha các bạn ơi. Tức là A nó phải nhỏ hơn hoặc bằng B thì mới ok. A phải nhỏ hơn bằng B nha. A là M trừ 1. Nó phải nhỏ hơn hoặc bằng. Hai M cộng 2. Okay. Hai thằng này bằng nhau thì cũng thể gỏng, tại vì bản chất là hai này đang tròn đúng không, vậy nó không bao giờ bằng được, nó chỉ một tròn, nó chỉ tròn thôi. Câu này khó rồi, giờ em giải hết mấy này ra đi. Cái này m nhỏ hơn bằng 5, m lớn hơn trừ 2, cái này chuyển qua là trừ m sẽ nhỏ hơn 3, giải ra cho nên m sẽ nhỏ hơn bằng 5, m lớn hơn trừ 2, m sẽ lớn trừ 3. Như vậy rốt cuộc mình giải ra, mình giao ba cái tập này lại, giao nó lại em, là nó sẽ đi từ trừ 2 tới 5, trừ 2 tới 5. Mà cái này nếu nó lấy số nguyên dương mấy em ơi, nó kêu lấy giá trị m nguyên dương thì mình sẽ lấy m là 1, 2, 3, 4, 5. Ê khoan, 5 là con A rồi. A. Con A. M bằng 5 vẫn ok đúng không? Đâu thử coi, M bằng 5 thảy vô đây thử coi. M bằng 5 vậy cái này là 4. Cái 4 vuông rồi giao trừ 2 cho tới 5 này là nhân là 10. 10 cộng 2 12. Này giao lại vẫn khá cổng em, hai này giao lại nó vẫn là số 4, cho nên đáp án câu này là câu A có 5 giá trị nguyên dương nha. Câu này quá hiểm thiệt, ê câu này hiểm nha, câu này hiểm, câu này câu A đúng không, câu hai hay quá. Thí nghiệm giờ tôi làm thí nghiệm luôn đi anh em ơi, thí nghiệm ta xin phép làm thí nghiệm nha, chắc cú luôn nha. Tập A là đi từ M trừ 1 cho tới 4 đúng không? M trừ 1 có dấu bằng, 4 có dấu bằng. Tập B là đi từ trừ 2 tới M, 2M cộng 2 là cái này, 2 này không có dấu bằng nữa. Thay đổi màu đi, tím với màu đỏ nha. Ok, ví dụ như trường hợp này là hai này có nghiệm chung nè, nó giao nhau nè. Rồi giải 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Ví dụ như trừ 1 thì ok. Em thấy không, trừ 1 nó vẫn có cái chung nè. Trừ 1 vẫn có cái chung thôi. Khi nào nè, nó mới không có cái chung nè. Đây nè, cái này mới gọi là không có cái chung nè mấy em. Nè, cái này là chịu nè, cái này là không, là hai này giao nhau bằng gỏng luôn nè. Tại vì hàng màu đỏ thì không có gì hết. Còn hàng màu xanh thì nó còn, lúc này hàng màu màu tím, hàng màu tím nó sẽ còn, còn màu đỏ mất luôn, mà coi như hai này giao nhau ra gỏng rồi. Nó là nó hàng này nó phải lớn hơn trừ 1 thì mới ok, bằng trừ 1 thì cũng được đúng không em? Bằng trừ 1 thì nó cũng gỏng. Ổn lộn, trừ 2 chứ. Thì giải từ trừ 2 tới 5, nó bằng trừ 2 thì bị gỏng. Lên tới 5 nè, lên tới 5 luôn nè, lên tới 5 vẫn ok. Lên tới 5 là nó vẫn còn cái thằng màu tím chặn giữa, là hai này giao nhau ra 4 các em thấy không? Nhưng mà 5 thấp 1 là chịu, 5 thấp 1 thằng màu tím mất luôn. Ok, tức là nó phải chạy từ trừ 2 cho tới 5, lấy số 5. Cho nên nó phải là cục A. Câu 43 thì dễ hơn nha.
không biết là mấy thầy cô khác dạy dễ hiểu không thầy cái gì không. Ok mình giải này đi, này kê vô dễ rồi, nó nói hai này giao nhau bằng gõ dễ đi hiểu rồi. À, thằng b cố định nè, trừ vô hạn cái trừ một lần b cố định lần này dễ nè. Tóm lại là thằng b là thằng màu xanh lá cây đúng không? Bây giờ em muốn thằng a giao thằng b mà nó gõng thì bắt buộc cái thằng a nó phải nằm vòng vòng ngay này, thì thằng a nó sẽ đi từ m trừ ba, thằng a nó đi từ m trừ ba tới m không hai chia bốn, tức là bây giờ em có cần cái a này nè, thì đặt cái là a nè, cái là b, thì sẽ cần là thằng a phải lớn hơn hoặc bằng trừ một, bằng được không ta? Nếu thằng này bằng trừ một thì nó vẫn bằng rỗng, ok vẫn bằng rỗng bình thường, chân vẫn lấy trừ một, thầy sẽ cần cái thằng b phải nhỏ hơn hai, nhỏ hoặc bằng luôn cũng được nữa, là tại vì cái này mặt tròn lượm với mặt vuông thì nó vẫn rộng cho nên lấy dấu bằng là ok. A lớn hơn bằng trừ một là m trừ ba phải lớn hơn bằng, còn m cộng hai chia bốn phải nhỏ hơn bằng hai, giải hai này nha, m phải lớn hơn bằng hai nè, m phải nhỏ hơn bằng sáu, cho nên lớn hơn bằng hai nhớ là bằng sáu là con c nha. Ồ b b cũng là b nha, con khoai ở đây xuống dưới mấy con khoai khoai không. Rồi bây giờ câu 44 mình sẽ lấy tờ giấy nháp mình giải các bạn mới hiểu nha, mình sẽ mở tờ giấy nháp lên. Rồi con này giải sao, con này phải vẽ sơ đồ ven ra rồi đã ẩn thôi, con này thầy giải cách khác nhiều bạn lắm nha, thầy sẽ vẽ cái sơ đồ ven như thế này, ok xong thầy sẽ đặt cái này là t, cái này là a b c, cái này y z, thì bây giờ cái dòng màu đỏ thầy cho nó là môn toán nha, ủa cái dòng màu đen thầy cho nó là môn toán, màu đen là môn toán nha, còn màu xanh á là môn lý, còn xanh lá cây là môn vật lý, còn cái dòng màu đỏ, cái dòng màu đỏ, cái dòng màu đỏ luôn á là cái môn hóa, ổn nha, thì tô màu đen cho nó gọn, cái dòng màu đen thường lùi nè là môn toán nè, số học sinh giỏi toán là nó nằm trong dòng màu đen, ok. Cái màu đỏ ngoài thì nó là môn. Rồi bây giờ mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có lớp này có 45 học sinh. 45 học sinh nghĩa là gì? Tất cả những thằng này cộng lại phải là 45. X, Y, Z, A, B, C cộng luôn T là 45. Vậy các em phải hiểu nè, thằng T chính là thằng mà nó giỏi cả môn đó. Tức là cái đề này mình kêu tìm T thôi. Thằng T là thằng giỏi cả ba môn, các em thấy không? Hiểu chưa? Hỏi lớp 10A có bao nhiêu đứa giỏi cả ba môn? Ok, bao nhiêu đứa giỏi cả ba môn? Biết rằng mấy học sinh trong lớp phải giỏi nhất một trong ba môn, tức là không có thằng nào mà học sinh giỏi hết, toàn là giỏi hết. Ít nhất tụi nó phải giỏi một môn rồi đó. Rồi bây giờ phương trình đầu tiên là em có tất cả những này cộng lại phải là 45 đứa. Tiếp theo giờ mình coi nha, bao nhiêu đứa giỏi toán? Mình sẽ có 25 bạn giỏi toán nè. Giỏi toán là dòng màu đen, các em nhìn vô dòng màu đen thôi, nhìn vô dòng màu đen x b t a đó. X cộng b cộng t cộng a là bằng mấy? 25 đứa nó toán. Tiếp tới lý, 23 đứa lý là dòng màu xanh lá cây, y nè cộng gì? Cộng a nè, có cộng b không? Không có cộng c, rồi cộng cho t, mấy thằng lý này là phải bằng 20. Tiêu hóa, ê chết mòn, lý là 11 đứa mà mấy em. Tiêu hóa là 20 bạn, là b là z nè, z nè cộng b cộng c cộng cho t phải bằng 20 bạn giỏi hóa. Tiếp theo là có 11 bạn giỏi cả toán và lý. 11 bạn giỏi cả toán và lý, tức là cái dòng mà đen với xanh, thấy cái dòng xanh đen không? Giỏi toán lý là chỉ có A cộng T thôi. A cộng T là giỏi cả toán với lý.
Ổn nè. A cộng T thế bằng nhiêu? 1 à. Rồi giỏi lý hóa. Lý hóa là 8 đứa là xanh lá cây với đỏ là xanh lá cây với đỏ là T cộng C, C cộng T đó bằng lý hóa là 8. Toán hóa là B cộng T 9. Hết rồi phải không? Rồi bây giờ thầy sẽ làm như sau nè, thầy cộng 3 phương trình này lại. Thầy cộng 3 phương trình này lại. Thì em sẽ có một cái hệ như thế này nè. Em sẽ có là cái này giữ nguyên đi, x cộng y z cộng a cộng b cộng c cộng cho t bằng 45. Đó là tư duy suy nghĩ nha. Tiếp em cộng 3 phương trình lại, em sẽ có x cộng y cộng z nè, các em thấy không? X cộng y cộng z luôn. Xong rồi các em thấy là a cộng a là 2a, b cộng b phải 2b không, c cộng c là 2c, t cộng t cộng t là 3t bằng 11. Xong em cộng 3 phương trình cuối lại là ra a cộng b cộng c cộng 3t. Ê, cái này không phải 1, xin lỗi mấy em, phải cộng lại 25 cộng 3 20 45 cộng 1 là 46, 56 lần. 56. Còn cái này cộng lại là 28. Rồi tới đây em sẽ đặt ứng phụ thôi, em đặt người là U, em đặt nguyên người là V. Rồi, nó còn ba ẩn là UVT thôi mấy em sẽ có một cái hệ là U cộng V cộng T là 45, U cộng 2V cộng 3T là 56, rồi V cộng 3T là 28, em dễ hệ thôi. Phương pháp thì giải con này nó hơi gườm gà nhưng mà nó đảm bảo cái tính logic của bài. 1 nè, 45 nè, 1 2 3 56 nè, 0 nè, 1 nè, 3 nè, 28 nè, 51 trừ 23 17 là sai rồi bạn. Sai số nào ta? Có được sai chỗ nào không? Tôi cũng thấy qua bên rồi là 45 đúng. Toán là x cộng a cộng b cộng t. Rồi đúng luôn. 25. Y cộng a cộng t cộng c đúng luôn. Ê, chết mò rồi, cái này không phải 11 đâu. Cái này không phải 11 anh em ơi. Sai cái này phải là 23 bạn. Ngay đây 23 bạn mới đúng. 23 bạn. Xin lỗi. Rồi mấy em cộng lại đi. Cái này 68. 68 đúng. Cộng lộn xíu. 27, 13 với 5 mấy em. Cho nên T bằng 5. Cho nên mình sẽ có đáp án là tôi sẽ. Còn số 4 là. Rồi. Khá là khoai đúng không? Rồi bây giờ em thấy em thầy phân tích nha, thầy tô mấy cái dữ liệu thôi. Câu này là đọc tôi chuyện không hiểu bài luôn. Nó nói là nó cần chở trên 140 người với 9 tấn hàng, cần thuê xe. Ok. Rồi bây giờ nó nói là chỉ có hai loại xe A và B, trong đó xe A có 10 chiếc, xe B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A thuê với giá 84 triệu, xe loại B thuê với giá 3 triệu. Phải thuê bao nhiêu chiếc xe mỗi loại để chi phí vận chuyển thấp nhất? Biết rằng xe A chở được 20 người xe và 6 tấn hay không 6 tấn, xe B chở được 10 người với 1.8. Chị dùm phải lập hệ rồi. Ok. Thì em sẽ gọi nè. X là số xe A, còn Y là số xe B. Ok, vậy bây giờ em sẽ tính tiền. Tiền là bằng số xe A nhân cái tiền đúng không? Xe A em thuê 4 triệu, xe B em thuê 3 triệu. Đây là tiền nha, để nó đi, tiếp tính sau. Rồi bây giờ mình thấy kẹp điều kiện của bất phương trình nè. Nó nói là chỉ có
dữ lắm là 10 chiếc xe thôi, cho nên x phải nhỏ hơn bằng 10, không thể nào vượt số 10 được. Y phải nhỏ hơn bằng 9. Nhưng mà x y phải dương đúng không? X phải chạy từ 0 tới 10. Y phải chạy từ 0 tới 9. Ok. Xong rồi nó nói là xe này chở được 20 người đúng không? Nhưng mà em phải chở trên 140 người nha, tức là em sẽ có là 20x cộng cho 10y. 20x là xe này, cái xe chở người, chở 20x là cái xe A đó, mỗi xe nó chở được 20 người thì cái số người nó phải lớn hơn bằng 140 nha. Còn tiếp tục chở hàng nha, 0,6x cộng cho 1,5y. Thằng này phải chở ít gì tính tấn hàng thì mới ok. Rồi giờ mình giải hệ này giải sao ta? Không nên vẽ các em, mình nên vẽ hệ thôi, không nên vẽ anh em. Không nên vẽ. Vậy bây giờ không thể nào x y bằng 0 mà, cho em bỏ cái đầu này ra đi. Không thể nào x y bằng 0 được rồi, bỏ xuống 0 ra. Chỉ có thể là x bằng 10, y bằng 9, rồi 20x cộng y 10y. Cái này là mình giải trắc nghiệm nha, còn nếu bạn giải tương lượng mình phải vẽ hình nha nghe bạn. Rồi cái này là 0,6x cộng 1,5y bằng 9. Rồi kinh nghiệm của thầy là mấy em bắt cái hệ này giải là xong rồi. Mấy bài toán khối U nó chỉ là đạt tại mấy cái hệ nhiều cái thôi. Ok, giải cái hệ này là xong rồi đó. Kinh nghiệm xương máu. Tại vì em thấy là nó đâu có cái nào mà 9 với 10 đâu đúng không? Nó chỉ có thể là cái hệ này thôi. Giải cái hệ đó nha. 9, 1, 2, 20x, 10y, 104, 0.6, 1.5, 9. Ra 5 xe với 4 xe mấy em. Vậy là 5 xe A, 4 xe B. Ok, rồi, kinh nghiệm giải trắc nghiệm câu này nha. Còn nếu bạn giải tự luận thì bạn phải vẽ bất phương trình cho đàng hoàng các bạn. Ok, nhưng mà chẳng hạn như bây giờ em giải trắc nghiệm mà bây giờ em vẽ thì sao mà thời kịp thời gian em phải viết suy luận chứ. Cái suy luận nó chỉ thể đạt tại những đỉnh của đa giác, mà đỉnh của đa giác nó chỉ có thể là giao điểm của những cái đường thẳng này thôi. Mình lấy thẳng giao điểm mình luôn.